Thay vì được cấp phát miễn phí thuốc ARV kháng virus HIV như trước, từ nay bệnh nhân nhiễm HIV phải chi trả phần lớn chi phí điều trị do nguồn viện trợ cho Việt Nam đã bị cắt giảm. Như vậy, một bệnh nhân nhiễm HIV sẽ phải chi trả từ 12 cho tới 24.000 đồng tiền thuốc mỗi ngày. Theo đó, người bệnh tham gia điều trị tự nguyện sẽ phải thanh toán chi phí khám chữa bệnh hàng tháng, chi phí sử dụng thuốc kháng HIV và các loại xét nghiệm nằm ngoài sự hỗ trợ của nhà nước và nguồn viện trợ nếu có. Trước đây, nhờ nguồn viện trợ của các nước phát triển, đặc biệt là phía Mỹ, người nhiễm HIVS được cấp thuốc ARV, điều trị miễn phí chất lượng sống của người bệnh không ngừng tăng cao, nguy cơ lây nhiễm giảm xuống mức tối đa và nước ta đang tiến tới kết thúc đại dịch S vào năm 2030. Tuy nhiên, nguồn viện trợ từ nước ngoài đã bị cắt giảm liên tục trong thời gian qua. Tháng 11 năm 2013, Mỹ đã chính thức tuyên bố kết thúc dự án phối hợp y tế công tư trong kiểm soát lao và HIV tại thành phố Hồ Chí Minh vào giữa năm nay.